Hello, xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe bán nhập khẩu giá rẻ. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một số dòng xe Exciter 155 rồi lại Vinder V3 cho anh chị và các bạn ha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có Liếng hỗ trợ giới thiệu cho chị và các bạn ha. Mời Liếng. Cả nhà nha, lại là Kim Liếng đây. Hôm nay Liếng sẽ quay và review cho anh em về dòng xe Exciter 155 tổng hợp tất cả các màu sơn độ luôn ha, đang có tại cửa hàng này. Hôm nay thì có một điều rất là đặc biệt luôn, cửa hàng Liếng đã sơn lên thêm một vài mẫu nữa. Và đặc biệt hơn nữa, mọi người khi mua xe có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là Zalo 0905 299 064 của Liếng thôi là sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng tiền xăng xe này, hỗ trợ tặng một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng và rất nhiều quà tặng khác ha. Cửa hàng Liếng là ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thì đầu tiên là để giới thiệu cho mọi người thì em xe Exciter 155 sơn lên màu xanh kết hợp với màu trắng và đen ha. Màu xanh này thì không phải xanh nước biển luôn, xanh này xanh sữa ha, xanh sữa này, xanh sữa kết hợp với lại màu xanh nước biển này. Thì em này hiện tại cửa hàng Luyến đang hỗ trợ khách hàng với giá là 41.900 đến 44.900 nha, và giá xe cần trả trước cho lý duy nhất là 5 triệu đồng mà đã có thể sở hữu ngay em này nha. Mọi người thấy không, em này có độ lên một vài đồ chơi này như tay thắng này, cái bộ trước, cái bộ sau này, hay là phần phục và gác chân nữa, cà tê này. Nói chung là em mình thì có độ lên một vài đồ chơi như ba ga nữa, nhưng mà tuy là đồ chơi lên rất là nhiều nhưng mà cửa hàng Luyến có hỗ trợ giảm giá 50% cho anh em khi mua xe, có liên hệ qua cho trước cho Luyến nha. Mọi thấy không, rất là đẹp luôn, sự kết hợp giữa ba màu với nhau tạo sự hài hòa của em xe này. Giá thành chỉ từ 41.900 thôi, còn màu sơn độ mọi người chỉ cần cộng thêm cho Luyến duy nhất từ 2 triệu thôi là đã có thể sơn lên bất cứ màu sơn độ gì cũng thích nè ha. Ngoài em này ra là có màu xa lánh hay gọi là màu xanh lá ha, đây rất là đẹp luôn. Mọi người thấy không, nói chung cửa hàng Luyến là toàn sơn chủ yếu là những em màu hot thôi ha. Có nhiều bạn thắc mắc là tại sao cửa hàng Luyến hay nói là em mà đặc biệt duy nhất, em này đặc biệt hay là chỉ còn duy nhất bao nhiêu em thôi. Mọi người có rất nhiều bạn thắc mắc vậy đúng không, nhưng thực ra thì cửa hàng Luyến là được em xe như thế này lại bán rất là chạy luôn, có thể là một ngày bán 5 đến 7 em xe ẹt một màu, mọi người bán rất là mạnh luôn. Nên là những hay nhấn mạnh về những em xe đó để cho mọi người ví dụ thích này, những cái màu hot thì sẽ quay lên trước cho mọi người cùng dễ lựa chọn này. Hay là em này đây, em màu vàng kết hợp màu đen này, em này là sơn độ lên ha. Phiên bản riêng thì nó có một màu vàng kết hợp với màu đỏ nữa, màu này cũng rất là hot luôn. Thì ví dụ mọi người muốn biết cụ thể chi tiết hơn thì cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho em biết ha. Đây màu xanh rêu này, rất là lạ luôn ha. Hai là màu xanh trắng này, hai màu xanh lục bảo này, hai màu rất là chen luôn ha. Rồi, đây là một màu đỏ, có màu đỏ candy không? Tem Movita này rất là đẹp luôn ha. Cái này hiện tại thì giá sao? Em này hiện tại sẽ bắt cây nha, nó có mức giá là 44.500 và trả trước cho em là 6 triệu là có thể lên hồ sơ trả góp rồi nha. Rồi Vinder V3 độ màu đi, anh thấy bên này bán khá nhiều, gần như là gần hết luôn hả? Em thấy để ý nhá, con màu cam mà kia anh màu trắng cam này, con đó rất là hot cam luôn. Dạ, con đó thì có vẻ nhiều bạn hỏi em là cái con đó sơn lên á. Hôm bữa thì em có đề xuất cửa hàng là sơn lên là 5 em luôn, sơn lên 5 em mà bán mà hết rồi. Dạ đúng rồi, cũng may là còn một em để quay cho mọi người đó. Đấy, một tại cam vì, dạ đúng rồi. Mới có sơn lên có 3 ngày thôi nhưng mà bán rất là mạnh luôn mọi người, tại vì dòng xe Winner là một dòng xe bán rất là chạy đối với cửa hàng em luôn. Winner thì, Winner giá bao nhiêu em? Dạ, thì tại bên em đang có mức giá là 33.500 đến 34.500, mà có vẻ mọi người thắc mắc là tại sao cửa hàng em bán nhiều hơn các đằng khác không? Chứ mà không chỉ riêng là về màu sơn đẹp đâu mọi người, mà giá thành với cửa hàng em cũng rất là rẻ luôn. Cửa hàng Luyến á, mua xe có liên hệ Luyến á sẽ được rất là ưu đãi luôn ha. Mọi người thấy không, rất nhiều màu sắc luôn nè. Chỉ còn trả trước từ 4 triệu đối với Winner và 5 triệu đồng đối với Ed thôi là đã có thể lên hồ sơ trả góp rồi ha. Mua xe nhân tay alo cho Luyến để hỗ trợ ưu đãi nha. Rồi ok, cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip á. Mọi người xem thì nhớ like cho xí á. Xin chào và hẹn gặp lại á.